Ban chỉ đạo tham gia hội khỏe phù động toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 của thành phố Cần Thơ họp thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức hội khỏe phù động. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù động thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp. Đến nay, thành phố Cần Thơ đã tuyển chọn được 186 vận động viên tham gia 9 môn thi đấu, gồm bơi lội, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đẩy gậy, điền kinh và thể dục aerobic. Việc tuyển chọn huấn luyện viên thành phần đoàn cũng hoàn tất. Tại cuộc họp, các thành viên đóng góp ý kiến, tập trung vào các nội dung, kinh phí tham gia, khen thưởng, chuẩn bị điều kiện ăn nghỉ, tập luyện, di chuyển, thi đấu, công tác phối hợp giữa các thành phần, đơn vị, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất về mặt thể chất tinh thần cho lực lượng tham gia. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù động thành phố đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch đã đề ra đảm bảo chất lượng hiệu quả tạo khí thế thúc đẩy thành tích thứ hạng của đoàn cần thơ khi tham gia giải hội khỏe phù động các khu vực và toàn quốc Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 5 tại tỉnh Bến Tre dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 6 tới. Theo kế hoạch, lễ xuất quân của đoàn vận động viên thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra tại trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa vào sáng ngày 8 tháng 6.